ảnh hưởng của canxi xung khắc đến bản mệnh. Vấn đề canxi xung khắc vẫn thường được ứng dụng trong việc tính tuổi âm, tính mệnh, tính tuổi hợp trong tình duyên hôn nhân và công danh sự nghiệp, chọn màu, chọn hướng hợp mệnh và hợp tuổi. Từ đó góp phần giúp con người có những tính toán và kết hợp đem đến may mắn trong cuộc sống. Bên cạnh đó, việc xem tuổi hợp nhau hay không, xem ngày tốt xấu không phải chỉ dựa trên nguyên tắc canxi xung khắc. Việc này cần dựa trên rất nhiều yếu tố kết hợp hài hòa, hóa giải những điều chưa tốt để trở nên hòa hợp. Quan trọng hơn hết là tìm ra cách chung sống tốt nhất, tích cực hơn, tránh để phát sinh những điều không tốt.